Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là một cái iRobe khá là hot Thì các bạn lần đầu tiên là biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình Và các bạn bấm vào cái chuông này, các bạn chọn là tất cả các video thông báo mới nhất của mình nhé Thì khi mà có một cái sự kiện iRobe hay có một kèo gì ấy, mà mình cần phải update lên cập nhật cho các bạn biết ấy, Thì các bạn đều nhận được cái thông báo để các bạn biết được nhé Và đây là cái sự kiện iRobe mà mình chia sẻ cho các bạn ở cái video này Trước tiên thì các bạn cứ xem hết video rồi các bạn hãy đăng ký vì cái việc mà mình đăng ký này trong vòng chưa tới một phút là các bạn đã tạo xong cái tài khoản của mình rồi đấy. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái ví chớt với nét mà là ví phụ nhé. Các bạn có thể dùng trên ví Metamask được nhưng mình khuyên các bạn nên dùng một cái ví phụ. Tức là một cái ví các bạn vừa tạo xong các bạn chưa làm gì đấy. Mình không làm được trên một cái ví chính nhé. Phần đăng ký tí mình sẽ hướng dẫn này. Ở đây thì khi mà mình tham gia đăng ký đấy thì cái sự kiện này thì nó sẽ giống giống cái sự kiện mà ở cái kèo đô cát mà chơi cái uh, con pet trong cái hero cát mà hiện tại bây giờ con uh, pet đấy mình chơi ra cái đồng mà hct đấy thì nó cũng đã lít sàn người ta sửa bát được rất là nhiều rồi đấy thì kèo đấy cũng khá là ngon thì đây nó cũng tương tự nó là một cái nền tảng game và đây nó chính là cái izop khi mình đăng ký thì mình sẽ nhận được một con pet ngẫu nhiên trị giá là từ 5 đến 20 đô theo cái vận may của từng người nhé thông thường thì sẽ được là như con pet của mình như này là được 5 đô này còn bạn nào mà hên ấy thì các bạn sẽ được một con pet là trị giá là 20 đô và cùng với một cái phần thưởng khi đăng ký sẽ được là 100 cái đồng là BXS này và khi mình giới thiệu sẽ được mỗi một lượt giới thiệu thì mình sẽ được là 50 cái đồng BXS này nhé. Hiện tại mình giới thiệu một người thì mình sẽ được 5 là 150 ở đây thì mình sẽ chưa rút được này cái vấn đề về rút thì là phải đợi khi nào mà nó kết thúc thì nó sẽ nít ở trên cái sàn pancake app này thì lúc đấy mình mới rút về mình uh, giao dịch được nhé còn hiện tại đang là iROP thì không thể nó rút được iROP thì cũng có rất nhiều iROP đấy nhưng mà mình cũng uh, rất là kén chọn iROP sự kiện iROP nào mà nó không mang lại cái hiệu quả đấy thì mình cũng hạn chế view lắm còn đây nó là một cái iROP này thì mình chưa biết là nó có thành công hay không đã nhưng mà nhìn về cái nền tảng game của nó và cái sự kiện nó thì khá là hấp dẫn đấy còn để mà nó thành công được hay không thì nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố nữa nhé còn cái việc mình tham gia là miễn phí thì mình cứ tham gia chơi thôi 10 kèo mà các bạn ăn được hai kèo là các bạn cũng win rồi như cái kèo mà hero card người ta chơi người ta đầu tư lúc đầu có 10 đô thôi mới 20 đô một một con pet mà bây giờ họ kiếm được rất là nhiều các bạn nhé rồi ở đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn là đối với cái đồng mà BXS này khi nít sàn như mình vừa cho các bạn xem ấy, thì các bạn sẽ à, được rút về mà số trên cái sàn là bạn kẹt số này nhá và hiện tại thì cái nút cờ nem này tức là con pet này mỗi một ngày nó sẽ cho mình cờ nem nhưng hiện tại thì mình chưa cờ nem nhá chỗ yêu cầu đây mình kích cái yêu cầu này đó thì nó bảo là cái này để trò chơi ra mắt nhá thì đây đó là một con pet khi mà nó kết thúc ai thì nó sẽ mở trò chơi cho mình là à, dùng con pet để mình chơi đấy chơi để mà mình nâng cấp dần đấy ở đây thì mình sẽ chuyển sang một cái điện thoại mình hướng dẫn các bạn đăng ký rồi mình sẽ giải thích thêm cho các bạn biết thêm về nó nhé. Rồi ở đây thì mình tặng cái mã thẻ cào mạng Mobi 10k cho bạn nào mà xem video may mắn nhất. Thì các bạn đọc được, các bạn comment, các bạn xem sau không mất công thì nhập lại cái mã này nữa nhé. Và giờ mình quay lại video nhé. Cái đường link để đăng ký thì mình để ở mô tả cũng như là bình luận video nhé. Khi bạn lấy link thì các bạn sẽ có một giao diện này mình đăng ký này. Trước tiên là ở đây là nó sẽ cấm là cái cái thành viên mà tức là mình mà giả mạo chít tài khoản là nó sẽ cấm đấy nhá nên là các bạn hạn chế cái vấn đề là mình tạo một cái tài khoản giả nhá tức là mình tự uh, z cho mình cái nhá là sẽ cấm đấy ở đây thì các bạn sẽ cần lấy một cái địa chỉ ví mạng là bsc các bạn có thể lấy trên ví chết uh, hay là ví metamask cũng được nhá và một cái mail thì đây mình sẽ khuyên các bạn là dùng một cái ví phụ nhá tức là một cái ví mình không liên quan gì đến ví chính của mình để mình chơi cái iros này nhá mình để đề phòng thôi nhá ở đây thì mình cũng vừa tạo xong một cái ví chất nguyên nét hoàn toàn mới tinh và mình sẽ copy cái mã ví mạng Smart trên này nhé. Các bạn sẽ vào phần nhận này. Các bạn sẽ sao chép ví ở đây nhé. Rồi quay về cái giao diện đăng ký thì mình sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây. Các bạn dán này nhé. Và phần mail thì các bạn cần phải ghi một cái mail vào đây nhé. Các bạn kiểm tra đúng mail của mình. Nhiều bạn hay ghi sai mail lắm đấy nhé. trước khi mà đăng ký thì nó sẽ nhớ cái địa chỉ ví mình nên là cái quan trọng nhất là các bạn phải nhìn kỹ cái mail của các bạn nhé rất nhiều bạn là ghi đến cái mail này là cái chữ L vào bên trong và cái chữ y ngắn hay bị ra bên ngoài nên là có rất nhiều kèo các bạn cứ kêu nó không xác minh được mail đó là các bạn hay ghi nhầm mail lắm mới nhắc thì các bạn phải kiểm tra đúng mail vì nó sẽ nhớ theo cái địa chỉ mà các bạn vừa dán đây này nhé rồi khi mà các bạn kiểm tra thông tin của các bạn ấy, đúng hết rồi thì các bạn bắt đầu kích vào chỗ mà xác nhận cái captcha này nhé nó bảo mình à, xác nhận ba hình thôi là được cái này thì thật ra đăng ký thì chưa tới một phút thì xong đâu chẳng qua là mình làm để cho các bạn hiểu hơn thôi khi mà các bạn giải mã xong captcha thì các bạn sẽ kích vào là gì sai và open để mà mở nhá kích ở đây nhá chỗ này này rồi đây là nó nó bảo là nó chúc mừng này chúc mừng mình đã đăng ký thành công và mình sẽ nhận được là 100 cái đồng BXS và được 5 nếu mà mình mời đây bảo mình mời được sẽ được mỗi một lần mời được 50 này. Mình sẽ kích vào đây là gốt này. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhận được đây các bạn nhìn thấy đây. Mình sẽ nhận được là 100 cái đồng này nhá. Đó vừa đăng ký xong này và cái nút cờ nem này khi mình nhận được đây con con pet mình này các bạn nhá. Con pet này khác với con pet kia của mình đấy. Nó có kiểu là pet cùi và và, và, và pet pet nó ngon hơn đấy ở đây thì mình kích cái nút cờ nem này thì nó sẽ báo mình là cái sự kiện game mình cần ra mắt mới cờ được, được nhá thì các bạn chỉ biết là khi mình đăng ký xong ấy, thì mình sẽ được là 100 cái đồng là bs và một cái con pet này nhá thì cái đồng bxs này khi nào mà nó nít trên cái sàn mà pan kesoat này thì lúc đấy thì các bạn mới rút về giao dịch được nhá đầu tiên thì các bạn sẽ copy cái đường link này để mà các bạn mời bạn bè nhá và các bạn kéo bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy cái cái mốc mà nó bon cho mình là khi mà mình mời bạn bè đấy là cái tham này nó có là tỷ lệ nó là mời mắc được 100 người khi mà các bạn mời thì mỗi một đợt mời các bạn sẽ được nhận là 50 cái đồng BXS cộng với cái từng cái mốc của cái tham này nhá hai người thì các bạn được bonus một cái hộp quà x1 cộng với 50 đồng cái mốc 5 người thì không có hộp quà mà chỉ có cộng bonus thêm là 100 này mốc 10 người thì các bạn được bonus là 200 cái đồng BXS cộng với hộp quà và đến cái mốc cuối cùng các bạn nhìn thấy này mốc 50 được bonus x4 hộp quà này x10 là mốc 100 mốc cuối đấy và bonus thêm là 10.000 đồng BXS thì cái đồng BXS này khi mà nó nít sàn thì các bạn mới rút về để mà giao dịch trên cái sàn là Panke Swat đấy nhé và cũng có thể là nó sẽ dùng cái đồng này để mà nó nuôi cái con pet này đấy cũng thể dùng sẽ dùng để nuôi thêm cái con pet này nếu như bạn nào mà chơi khi mà con pet này nó mở giao dịch mình chơi game ấy cũng có thể là nó sẽ dùng cái động đấy để mà nó tăng cái never cho con pet này đấy nhé còn ngoài ra nếu bạn nào mà rút về các bạn sẽ rút về được cái sàn này để các bạn bán và ở đây thì nó có một cái là kết nối ví này nhưng mà máy Android mình kết nối được luôn máy này khi mình chuyển sang kết nối chắc hay do ví mình mới tạo nó bị lỗi này à đây bây giờ nó mới cho kết nối này đây các bạn đã cái địa chỉ ví mình như này mình sẽ kích đây kết nối nhé kích đây Rồi như vậy là mình đã kết nối xong rồi mình quay lại cái trình duyệt chôm này. Rồi, đây các bạn nhìn thấy là cái ví mình nó đang hiện đây nhá, mình đã kết nối rồi nhá. Các bạn nhớ là chơi trên một cái ví mới cho mình như mình đang dùng cái ví mới tinh ấy nhá. Và đây là cái thời gian mà nó sẽ kết thúc cái iZoop các bạn nhìn thấy cái cái còn 37 ngày này nhá thì nó sẽ kết thúc cái iZoop này. Còn khá lâu ấy, nên là bạn nào mà xem video mình thì các bạn đăng ký chơi nó hoàn toàn miễn phí. Còn ai thì mình cũng không thể nào mà chắc chắn 100 kèo là ăn cả 100 được Ăn được 100 mới có giàu to rồi Nên là cũng chỉ mong là 10 kèo ăn được một kèo nó cũng là win rồi nhé Nhìn thì cũng khá là ấn tượng đấy. Còn cũng không biết là sau này thì cái ai này nó có thành công ngoài mong đợi hay không Còn việc mình tham gia là hoàn toàn miễn phí Ở bên dưới này nó có một số cái Nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể vào các bạn đọc được nhé các bạn có cái dịch ở tiếng Việt các bạn đọc thêm nhé ở trên này thì nó có cái nhóm mà follow cái telegram này cái tiktok cũng như là một số cái mạng xã hội của nó này nhé nếu bạn nào mà cần vào follow các bạn vào không thì thôi cũng được nhé mình thì mình cũng chưa vào đâu Rồi và như vậy thì mình đã chia sẻ cho bạn một cái iZoop để các bạn đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn sẽ được nhận cái một con pet này với 100 cái đồng là BXS. Ngoài ra các bạn có thể mời bạn bè để kiếm thêm Thì các bạn xem hết video để các bạn hiểu được nhé Và video mình sẽ kết thúc ở đây Nếu các bạn thấy video hữu ích đăng ký kênh để ủng hộ mình Cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhé Xin cảm ơn tất cả các bạn